Rồi, ok, hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Dạo này mình sẽ mang đến anh em một cái video mới ha. Thì anh em có lẽ đã xem được phần 1, phần 2 và phần tiếp theo này sẽ là phần 3. Mình muốn nói với anh em một về cái vấn đề đó là cách mà tăng, mình sẽ hướng dẫn các anh em chỉnh một vài cái thông số giúp cho cái con drone của anh em nó tăng tốc độ nhanh hơn, giúp cho nó kháng gió tốt hơn ha. Thì ok, sau đây sẽ phần intro. Rồi ok anh em, thì đây là một cái bảng mà sau khi mà anh em đã kết nối với cái con drone của anh em đó, thì ở đây nè có một vài cái thông số mà chúng ta chỉ điều chỉnh được thôi. Có cái phần custom flight control ở đây thì anh em buộc phải login và mua cái license này nè. License này của cái hàng drone hack khoảng đâu đó 25 đô thì phải. Anh em sẽ mở được full hết tất cả cái chức năng ha. Mở full được hết tất cả các chức năng, có những cái chức năng tùy chỉnh rất là chuyên sâu luôn. Rất là chuyên sâu thì nhưng mà ở đây thì mình xài bản miễn phí cho nên là mình chỉ chỉnh được một vài cái thôi. Thì anh em chú ý là mình ở đây một vài cái thông số nè. Trước mắt khi anh em mở cái phần mềm mà kết nối với con drone của anh em xong á, thì anh em thấy ở đây, anh em thấy cái cột là mắt attitude nè, tiêu nè, tức là sao? Mắt attitude tức là cái độ nghiêng tối đa mà con drone của anh em có thể đạt đến ha, ở cái chế độ là sport mode nè. Còn ở đây là chế độ B mode nè, đó, B mode là normal mode nè. Đó, đây là chính là cái độ nghiêng tối đa mà cái con drone anh em có thể đạt được ha. Thì độ nghiêng là gì? Độ nghiêng chính là cái mà sau khi mà máy bay anh em mới muốn di chuyển tiến tới, hoặc là di chuyển sụt lùi, hoặc là di chuyển ngang qua, hoặc là di chuyển ngang lại. Mình không có nói cái phần xoay tròn tại chỗ nha, mà anh em muốn tiến lùi sang trái sang phải thì con drone anh em nó sẽ phải nghiêng. Nó nghiêng để làm gì? Nó nghiêng thì khi nó nghiêng như vậy á, thì cái lực của nó sẽ tạo thành, nó sẽ làm cho nó có một cái lực tạo theo phương ngang. Mình không biết giải thích tại sao, không biết giải thích làm sao. Đại khái là anh em khi tìm hiểu về quadcopter, tức nghĩa là những cái mô hình mà máy bay bốn cánh á, anh em sẽ hiểu là tại sao nó cần phải có cái độ nghiêng đó. Thì hiểu một cách đơn giản, cái độ nghiêng này càng lớn á, thì tốc độ tiến tới và nói chung là tốc độ di chuyển của nó sẽ càng nhanh ha. Ở đây thì tối đa anh em có thể chỉnh được là độ nghiêng lên tới 60 độ ha, tính theo độ ha anh em. 60 độ tức nghĩa là khi anh em tiến tới thì con drone anh em nó chúi cái đầu á, chúi xuống đất á, 60 độ ha anh em, chúi xuống tới 60 độ so với phương ngang ha, chúi rất là nhiều nha. Và nói thật với anh em mà không hề khuyến khích em sử dụng cái độ nghiêng 60 ha, mặc dù về lý thuyết nó vẫn được đó, nhưng mà khi anh em mà lao với vận tốc mà với lao với cái độ nghiêng 60 độ này nè, thì con drone của anh em nó sẽ cắm đầu xuống đất luôn, nó sẽ cắm thẳng cái đầu xuống đất luôn. Tại vì sao anh em biết không? Vì khi anh em nghiêng như vậy á thì gió nó thổi vào cái thân hình của nó sẽ đè nó, khi mà xéo cái đầu nó tới á, xéo xuống thì khi anh em tiến tới á, thì gió sẽ có xu hướng sẽ đè con drone về phương, về lực đó, là về trong cái vật lý á, mình không biết giải thích sao để cho anh em dễ hiểu nhất. Đại khái là anh em càng tăng độ nghiêng này, tốc độ lao tới sẽ càng nhanh và độ cao của con drone anh em sẽ càng giảm mạnh theo với cái tốc độ ha. Thì lý tưởng nhất tối đa ở chế độ sport anh em chỉ nên để 40 thôi, chỉ nên để 40 ha. 40 thì cái độ cao nó sẽ ít bị suy giảm và tốc độ nó đạt coi như gần như là cao nhất có thể, mình test thực tế mình thấy á. Còn trên 40 thì mình nói thật sự rất là nguy hiểm nha, có rớt máy thì anh em phải tự chịu ha, cái này mình không khuyến khích, mình chỉ khuyến khích ở 40 ha. Ở chế độ B thì mình khuyến khích là ở 30 ha. Còn đây là gì? Vertical speed climb nè, vertical speed descent. Thì vertical speed climb này tức là tốc độ lên thẳng lên trời ha. Thì anh em kéo càng mạnh này thì cái tốc độ nó lao lên nó sẽ càng nhanh ha. Tối đa khi mình test thực tế, khi mình chọn mức tối đa này, nó có thể lao lên với vận tốc khoảng đâu đó trên 30 km/h ha. Mình tính theo km/h ha, thì nó trên 30 km/h. Còn tốc độ cái này thì mức này mình chọn mức 5 thì nó leo lên khoảng độ đâu đó khoảng 15 cho đến 20 km/h ha. Thì còn đây là tốc độ hạ ha, thì anh em chọn càng cao thì tốc độ hạ xuống đất nó sẽ càng nhanh ha, nhưng mà cũng vừa thôi nha anh em. Thì anh em chọn cái chỉ số này càng cao á, tốc độ hạ xuống càng nhanh, đồng nghĩa với việc anh em sẽ bị mất lái con drone của em anh em ha.
khi mà nó hạ xuống quá nhanh nó sẽ làm cho con drone bị mất lái ha. Không nên chọn chỉ số này quá cao. Ngoài ra thì anh em còn để vào cái mục Advanced Parameter này nè, để tùy chỉnh những cái thông số liên quan tới tới cái con drone nè. Anh em phải search cái từ khóa là mode nè. Mode thì anh em sẽ thấy ở đây có cái mode nè, mode normal nè. Nó mode normal này là những cái mode liên quan tới cái độ nghiêng ha. Những cái mode này là cái mode liên quan tới độ nghiêng của máy bay, và những cái thông số nó mình chưa có test, có những cái thông số về kháng gió luôn nằm trong cái phần này. Tức là khi mà con drone anh em đối diện với gió thì nó sẽ tự nó nghiêng để nó chống lại cái chiều gió ngược, nó chống lại cái chiều gió đó. Thì khi nó nghiêng tới một cái mức độ nào đó, tới một cái chỉ số nào đó đặt trong những cái phần giới hạn này nè, thì nó sẽ cảnh báo strong wind trên màn hình của anh em đó, chứ không phải là cái chuyện mà con drone nó giật nó lơ lửng trong gió mà nó báo nó là strong wind ha, mà là nó khi nó đạt tới cái độ nghiêng nào đó mà để nó chống lại gió thì nó sẽ cảnh báo strong wind. Thì trong này nè, có những cái thông số mình thì chưa có khai thác hết được những cái thông số này nữa, thì anh em nào có điều kiện thì cứ thử từng thông số một ha. Là mode sport nè, nó mode sport đó, rồi normal đó ha. Thì đó anh em thấy khi mà mình mới bấm này nó sẽ nhảy với này nè, vì cái này với cái này nó cũng gần giống nhau, nhưng mà cái này thì nó mở rộng hơn ha, nhiều cái thông số hơn đó. Ngoài ra thì anh em còn có thể tìm thêm những cái thông số khác liên quan tới những cái phần khác, như chẳng hạn như go home nè, đó go home current, mặc định của nó là cho 9 ampere để go home ha. Anh em có thể tăng cái số này lên 10, 12, 14 vì nó tăng cái dòng điện ăn mà của pin á, thì nó sẽ go home nhanh hơn ha. Anh em có thể tăng cái này lên thử. Rồi ngoài ra nó còn có những cái thông số liên quan tới cái giới hạn độ cao, nhưng thực tế là khi mình tìm hiểu thì mình vẫn chưa có thể nào tìm ra được cách mở cái giới hạn độ cao này lên quá 500 ha. Mặc định nè, flying limit max height là 500 nè. Anh em không thể nào kéo qua cái 500 này được. Dù anh em kéo thấp xuống là 15 đi thì anh em sẽ không thể nào bay qua quá 15 mét được, nó sẽ báo limit liền. Anh em kéo một phát lên 500 thì nó lên 500, thật ra là lên 1000 hay là 2000, 3000 gì đó thì mình nghĩ là chưa được ha. Mình đã thử can thiệp cái thông số này rồi mình vẫn chưa có được luôn. Thì anh em tiếp mình nghiên cứu thử coi có cái cách nào để mở cái giới hạn độ cao không ha. Rồi ok, thì đây là những là phần thông số liên quan tới cái vấn đề là kháng gió, về tốc độ máy bay ha, tốc độ lên, tốc độ bay tới, tốc độ bay lùi như thế nào đó đó. Anh em cứ nghiên cứu vào mạnh vào những cái thông số này cho mình ha. Thì mình khuyến khích nó một vài cái thông số theo mình đó, khuyến khích một vài cái thông số theo ý của mình đó. Thì anh em cứ thử áp dụng cái thông số này coi nó sẽ hoạt động như thế nào ha. Rồi ok, đơn giản vậy thôi. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt, đừng quên subscribe nhé. À, ở đây mình có một cái file nè, liên quan tới một vài cái chỉ số, nó có mình có dịch từ cái file này của một anh bạn nước ngoài ha. Thì anh bạn này có hướng dẫn tăng một vài cái chỉ số này lên nè, nó tăng một vài cái chỉ số này lên, thì anh em coi những cái này để coi anh em có thể bấm tạm dừng video lại để coi ha, coi những cái giá trị này nó giúp cho mình làm cái gì ha. Thì ở đây có một vài giá trị cũng không có tồn tại đâu, một vài giá trị không hề có tồn tại trong cái list này luôn, vài giá trị không có. Thì cái nào có thì mình thử thôi, còn nó không có thì thôi ha. Rồi ok đó. Nè, anh này ảnh kiểu comparison đó, kiểu so sánh những cái phim web với nhau đó. Anh em ảnh cho ra cái bảng này, cái bảng này thực ra mình cũng muốn share cho anh em nhưng mà nó cũng không có gì đặc biệt hết, thì anh em cứ tìm hiểu từ từ những cái thông số này thôi. Rồi vậy ha, ok, cảm ơn anh em. Take off. Rồi ok mình. Rồi ok anh em. The home point has been updated. Please check it on the map. Ok anh em, mình sẽ tiến hành mình test với cái tùy chỉnh trên que mới anh em. Với tốc độ gió hiện tại cũng khá là lớn anh em. Hay nó có vẻ như không có được ổn định lắm ha anh em. Có vẻ như không được ổn định lắm. Mình có thay đổi một vài cái thông số parameter ha, đó là độ nghiêng chịu đựng ha, rồi khả năng kháng gió ha. Mình có thay đổi một vài cái thông số đó. Em nói chung là khá dập dìu ha anh em, với cái tốc độ gió hiện tại ở cái độ cao khoảng 10 mét từ dưới mặt đất tính lên ha, khoảng 10 mét thì em nói cũng khá là dập dìu ha anh em đó. Đại gió cũng khá là mạnh nha anh em,
Gió hiện tại cũng rất là mạnh nha, chứ không phải yếu, cho nên là mình muốn thử khả năng chống lại gió của em nó sau khi mà mình mod thay đổi góc nghiêng nè, rồi rồi mod thay đổi về về khả năng kháng gió, một số cái tùy chỉnh ở trong cái phần parameter mà mình đã sử dụng cái ứng dụng mà drone hack á. Tức là mình thấy là khi là gió mạnh á thì em nó nghiêng khá là nhiều anh em, nó nghiêng khá là nhiều, nghiêng để chống lại gió anh em, nghiêng khá là dữ luôn. Mình thấy em nó chống lại bằng cách tăng cường cái độ nghiêng anh em, tăng cường cái độ nghiêng khá là dữ ha. Nó ở độ cao này là khoảng từ mặt đất tính lên nó khoảng độ đâu đó gần 10 mét nha anh em, chắc không tới 10 mét đâu, nó khoảng 8 mét thôi, nhưng mà gió trên này khá là mạnh rồi, nhưng mà em nó không hề có bất kỳ một cảnh báo nào về gió cho anh em. Đó, pin giảm cũng bình thường thôi ha, khả năng giữ vị trí của em nó cũng khá là tốt nha. Cố tình cho em nó đứng để nó giữ vị trí, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cho em nó bay tới ha anh em, để xem em nó chịu gió như thế nào. Em nó nghiêng thì mình nhìn thấy nghiêng theo hướng gió đó, có lẽ là hướng gió này là hướng gió khá là mạnh đó. Đó, em nó có khi cũng trồi lên sụp xuống chút đỉnh ha, vì gió khá là mạnh rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cho em nó bay tới trong điều kiện gió mạnh này luôn nè. Đó, gió khá là mạnh luôn anh em ơi, gió rất mạnh luôn. Mình sẽ cho anh em nghe thử cái tiếng nó gồng ha, cái tiếng motor nó phải gồng ha, gồng khi mà gió mạnh á đó, anh em nghe không, motor nó phải gồng á, gồng gió khá là mạnh luôn anh em ơi. Mốt ban nãy mình có chỉnh trong cái parameter là mình cho nó góc nghiêng, nghiêng mà nó nghiêng để nó lao đầu về phía trước là 35 độ ha, tối đa là 35 độ. Và cái thông số và gì chống lại gió là 30 ha, mặc định là 20 mình tăng lên 30 ha. Để xem coi nó có cải thiện về khả năng chống gió không ha anh em. Nó không có hiện cảnh báo strong wind hay bất kỳ cảnh báo nào thì chúng ta cũng cứ bay tới bình thường thôi, không có vấn đề gì phải lo ngại hết ha. Khi nào nó hiện cái cảnh báo là strong wind hay gì đó thì chúng ta mới lo ngại ha, còn nó đang bay một cách bình thường thì không có gì phải lo hết. Ok, giờ mình sẽ bay xéo qua bên này một chút xíu nè, tại mình không có nhìn thấy em nó, mình sẽ cho nó bay nghiêng qua một chút. Bây giờ mình sẽ lùi về để mình xem tốc độ tối đa của em nó có thể đạt được là bao nhiêu anh em. Ok, mình sẽ lùi hết cần ha, 1 2 3 bắt đầu đó, mình sẽ lùi tốc độ tối đa ha. Tốc độ lùi tối đa đạt khoảng, xuôi gió đạt khoảng 28 km/h ha, vẫn theo như đúng tiêu chuẩn ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang chế độ sport mode. Sau đó mình bay tới với cái vận tốc khoảng tốc độ tối đa của nó ha. Mình sẽ bay với vận tốc tối đa là tới chế độ sport mode ha. Ok, bắt đầu. Ồ, mình thấy nó lao rất là nhanh luôn nha. Trên 40 km/h ngược gió ha. Rất là nhanh, trên 40 km/h luôn ha. Rồi mình thắng lại nè. Nó hơi cụp gimbal xuống một chút không sao hết. Rồi bây giờ mình sẽ lùi về xuôi gió nè. 1 2 3 bắt đầu. Gia tốc cũng tăng lên kinh khủng luôn anh em, tăng lên 40 trên 40 km/h. Rất là nhanh khi xuôi gió luôn anh em, 48 km/h. Thắng. Rất là nhanh luôn anh em ơi, 45 km/h luôn anh em với chế độ sport mode ha. Bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa ha. Sport mode bay với chơi chiều ngược gió ha. Để mình nói cho anh em biết là nó phải ngược gió không á thì mình sẽ quay camera lên trên cho anh em coi nè. Nó mây đang bay ngược về ha. Mây đang bay ngược về tức nghĩa là mình đang bay ngược chiều gió ha anh em. Bay ngược chiều gió ha, mây đang bay ngược về nè. Rồi bây giờ mình sẽ lao lên đầu em nó tới nè. 1 2 3 bắt đầu phát cây. Em nó cụp cái gimbal xuống luôn đó anh em. Trên 40 km/h hết anh em. Rồi thắng lại. Đó, bay ngược chiều ha. Bây giờ mình sẽ tiêu gimbal lên chút xíu nè. Rồi bây giờ mình bay về xuôi chiều gió nè. 3 2 1 bắt đầu. Đó, bay về xuôi chiều gió nha anh em. Trên 40 là chuyện bình thường hết anh em. 48 50 km/h. Quá dữ luôn anh em ơi. Trên 50 km/h luôn anh em ơi. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ
mình sẽ thử nâng độ cao ha, mình thử nâng một đoạn thôi ha, mình sẽ chuyển về chế độ B ha, nâng độ cao lên tối đa ha. Ok, mình sẽ bay cho tới chút xíu. Rồi bây giờ nâng độ cao lên nè, 1, 2, 3 bắt đầu. Trên 10 km/h ha anh em, trên 10 km/h ha. Rồi ok, xuống nè, đó là lên ha, xuống nè, xuống tối đa cũng 10 km/h ha anh em, cũng là 10 km/h ha. Rồi mình sẽ chuyển sang sport mode ha, gió bắt đầu mạnh hơn nữa rồi đó anh em, gió bắt đầu mạnh hơn nữa rồi đó anh em, vẫn không có hề có cảnh báo gì về gió ha. Rồi bây giờ lên là 2, 3 lên. Ồ, 18 km/h anh em ơi, 15 km/h ha. Rồi ok, xuống nè, xuống nè, xuống vẫn là 10 km/h ha, xuống nó không có công, không có xuống nhanh được ha anh em, nó xuống cũng vừa phải ha, nó lên thì nó lên nhanh đấy nhưng mà nó xuống khá là vừa phải anh em. Ở sport mode thì nó xuống bình thường ha anh em. Rồi ok, mình thấy cảm thấy cái thông số này bay trong điều kiện gió như vậy rất là ổn ha anh em. Rồi ok, mình sẽ tinh chỉnh thêm một vài thông số rồi có gì mình sẽ chia sẻ với anh em sau ha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Đừng quên subscribe nhé.